quý vị, sáng ngày 16 tháng 12, người dân thôn nhỏ Cát Khê ở Hải Dương tá hỏa phát hiện hàng xóm của mình tử vong bất thường, trên người có vết thương. Bên cạnh đó, tại hiện trường, mùi xăng nồng nặc có dấu hiệu của vụ án mạng. Theo đó, vào sáng ngày 16 tháng 12, người dân thôn Cát Khê phát hiện ông Đen nằm tử vong ở sân nhà và trên người có vết thương qua xác minh điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định trước khi xảy ra sự việc nạn nhân phát hiện ai đó đã đổ xăng vào nhà đốt nên ông đê đã chạy ra sân thì bị hung thủ ra tay sát hại vì ông đê ở nhà một mình khóa cổng trong vườn có nhiều cây cối nên khi xảy ra vụ việc mọi người khó phát hiện ngay khi nhận được thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương phối hợp với công an huyện Nam Sách cùng với lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm hung thủ gây án. Đến tối ngày 16 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy tìm người và tăng vật trong vụ án xảy ra tại xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, Người bị truy tìm là Trịnh Xuân Thành, sinh năm 1980, trú tại thôn Kinh Dương, cùng xã Hiệp Cát. Đây là đối tượng nghi vấn đã gây án liên quan đến vụ việc ông Đê tử vong và hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng Thành có đặc điểm, cao 1m60, dáng người nhỏ, khuôn mặt dài. Mặc áo khoác tối màu, có kẻ sáng màu ngang vùng ngực, cánh tay. Mặc quần vải màu ghi, tay phải mất 1 phần 3 phía trên. Khi bỏ trốn, Thành đi xe máy quay biển kiểm soát 34F 0785 màu xanh. Hiện cơ quan công an đang tích cực truy bắt đối tượng gây án và điều tra nguyên nhân sự việc. Vì thế chưa thể biết được vì sao hung thủ lại ra tay sát hại nạn nhân trong đêm. Tại sao hiện trường lại có dấu vết phóng hỏa? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất khi có thông tin từ cơ quan điều tra.